Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem một cái video thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video nhiếp thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Hôm nay tiếp tục là làm về một cái con game là Ega of Logenkia phiên bản mobile 100%. Cho anh em vào trong đây trải nghiệm và rửa mắt. Hôm nay vào trong đây hơi bị chảnh chút xíu anh em thông cảm nha anh em. Thấy gì chưa anh em à? Set gồng xanh còn gọi là set 6 sao và hôm nay mình mạnh dạn và mạo muội mượn một cái ạc của một anh whip vào trong đây để mà mình review một chút xíu thông tin về cái set 6 sao, xem là nó sẽ được ra sao và như thế nào mà hiện giờ nó đang hot và nó đang mắc, đang trầm trồ tất cả những gì mà anh em mong chờ thì nó sẽ tóm tắt gọn lẹ ở cái video này. Hiện tại đây là một con class DK và sử dụng cho mình một cái set gồng xanh. Set gồng xanh ở phiên bản này thì nó cho chúng ta nó tùy theo cái cấp độ. Gồng đỏ là nó sẽ khác, gồng đen nó sẽ khác và gồng xanh nó sẽ khác. Thì hiện tại là mình đang có trong tay một cái set là đồ hoàn hảo mũ phượng hoàng cộng 9, thì nó không đổi là gồng xanh nhưng mà nó là phổ thông cơ bản nguyên thủy của nó là gồng xanh nha anh em. Còn cái này phượng hoàng thì nghe theo nó phượng hoàng đi để nói sai nó không cho à. Thì ở đây là cái cấp độ các anh em thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 sao. 6 sao và có khảm cho mình một cái dòng Harmony là tăng khả năng phòng thủ PvP. Cái dòng này cũng là rất là ngon nhưng mà nó không ngon bằng cái dòng là tăng giảm sát thương. Hiện tại Harmony thì nó bán với cái giá rất là cao nên anh em mà ép ra được một cái dòng ngon á, cái này cực kỳ tốn kém. Ở đây là cho chúng ta là giảm sát thương 3%, lực chống đỡ là 12 nè. Và ở dưới đây là cái thuộc tính phụ của mình khi cộng lên cộng 9 nha. Tăng máu nè, 20k. Đậu bập thiệt cho, tăng máu 20k anh em không có nghe nhầm, anh em không có nhìn nhầm đâu. Tăng 20k và tỷ lệ phòng thủ là 4590. Cái này em thấy chưa, đứng không cho anh em quánh, đảm bảo không thấm luôn. Tiếp theo là một cái áo cũng là cái áo cộng chính luôn và chỉ số không có cái chỉ số cái dòng Harmony nhưng vẫn là 6 sao. Và ở đây cho chúng ta là cũng là giảm sát thương 3%, tăng lượng máu là cũng là 20k, bởi vì đây là cũng là 4590, nó cũng không có quá khác biệt và nổi bật. Nhưng khoan chờ chút xíu các anh em xem là sẽ biết ngay. Tới cái quần cộng chính nè, cộng chính là cũng là giảm sát thương và cái dòng máu cũng 20k, dòng thủ là 4590. Qua bên cái tay, cái tay cũng y chang như vậy nha anh em, cũng là giảm sát thương nhưng mà giảm sát thương này nó chỉ có 2% thôi, nó không có cái ớt Harmony và nó cũng là tăng lượng máu 20k, tăng lượng tỷ lệ phòng thủ là 4590. Và tiếp theo là một cái giò. Ở đây là mình muốn nhấn mạnh cho anh em biết là có một cái giò cộng 10 đó anh em à. Cộng 10 thì cho chúng ta nè, tăng lượng Angi cộng 4, dòng phế giặc không cần thiết, có cũng được, không có cũng không sao. Nó lên tặng 4%, nếu mà đều giảm sát thương 5 món 4% hết thì sẽ cực kỳ whip luôn em. Nó lọt sọt cái 2, cái 3, cái 4. Ở đây cái lượng máu thì không cho chúng ta quá nhiều, vì cộng 9 và cộng 10 á, thì cái lượng máu chỉ là dọn dẹn 20k, cái tỷ lệ phòng thủ chỉ là 4590, nó không có khác bọt quá nhiều từ cộng 9 lên cộng 10. Theo mình nghĩ nếu mà cộng 9 lên cộng 10 nó đã mắc trang bị, nó đã khó thì chúng ta phải nhận lại một cái gì đó cho nó thật xứng đáng anh em. Như ví dụ là cái lượng thủ chúng ta cao lên, cái lượng HP chúng ta cộng thêm 1-2k gì đó để cho cái gì đó phấn khích anh em đập đồ, chứ đập đồ từ cộng 9 lên cộng 10 nó cũng y chang. Cái này em thấy chỉ số nó không có khác bọt nha, tăng máu 20k, tăng thủ là 4590 và bên đây cũng vậy nè. Đấy, máu 20k, thủ là 4590 mà trong khi đó người ta chỉ cộng 9 thôi, người ta không có tỷ lệ mắc đồ. Xịt thì cũng vẫn xịt nhưng nó không có bắt đồ anh em à. Đúng ra là nó phải lên cấp cho chúng ta nha. Các anh em thấy nè, 3 món là chúng ta được 3%, cái tay nó chỉ có 2% thôi, bù lại cái chân thì 4%, thì cái set này bù qua và bổ lại nó chỉ là 3% đều thôi. 3% mà nó lên 5 món thì nó cũng khá là này nọ. Tiếp theo là một cái win, cái win này mình khá thất vọng. Nếu mà cái win này nó nằm ở chỉ số là cộng 11 hoặc là 15 thì nó sẽ trên cả tuyệt vời, nhưng mà cái đó nó cũng hơi là phí. Nếu nó nằm ở cái win 2 á thì mình chơi tắt tay như gì được, còn ở win này á như gì đẹp rồi anh em, cũng không cần quá nha. Nếu mà có đầu tư hay là các anh em chơi cho lâu dài thì các anh em nên cộng cho cái win cho nó cao, tại vì cái win cao á sát thương chúng ta rất là nhiều, cái win rất là quan trọng nha anh em. Tiếp theo là một cặp vũ khí 6 sao anh em ạ. À, đếm cho kỹ giùm mình anh em, mắt mũi của mình lem nhem hết rồi. 1
2, 3, 4, 5 và 6 sao. 5 và 6 sao, cây này là cây ỷ thiên đao. Cho chúng ta một cặp đao cưa nước đá. Thì các anh em thấy cái cặp đao cưa nước đá này ở những phiên bản khác cho không ai lấy mà bán cũng không ai mua. Chỉ gọi là Đi quăng vô shop kiếm gen thôi, nhưng mà nó nằm ở bên cái con game EGA Uploganka, lại là con cưng, lại là cái cục vàng anh em à. Thì nhiều anh em đang săn đón chờ đợi và sở hữu. Thì ở đây 6 sao cho chúng ta lực tấn công một tay, nhỏ nhất là 1.400 và lớn nhất là 1.500. Ở dưới đây là cho chúng ta một cái là sát thương, thêm sát thương chứ không có hoàn hảo. Chắc mình nghi cái bên kia là hoàn hảo chứ không ai lấy tóc đánh đâu. Một cái là sát thương, một cái là hoàn hảo, là nó sẽ chuẩn chu nha. Tỷ lệ tấn công thành công cho chúng ta là 6.880 và sát thương hoàn hảo tăng thêm. Khi mà mình 9 lên 10 là nó sẽ tăng thêm điểm hoàn hảo, 10 lên 11 qua 11 lên 12 thì hoàn hảo của chúng ta thêm là 8% nữa. Tiếp theo còn một cây nữa nha anh em, cũng là một cái cây cưa nước đá nhưng mà cộng 11 thôi. Nó cũng vẫn là 6 sao và có nè, tăng lực đánh tuyệt chiêu cộng 12. Ở dưới đây là tỷ lệ sát thương hoàn hảo 8%, mình đoán không có nhầm anh em à, tại vì mình cũng có một cặp, một bên là hoàn hảo và một bên là tăng sát thương. Ở dưới đây các anh em thấy nè, khi mà ở bên kia cộng 12 thì ở dưới đây hoàn hảo nó sẽ lên là 8%. Còn ở đây là cộng 11 và hoàn hảo của chúng ta chỉ có là 5% thôi em à. Nhưng mà 5% với 8% nữa nó chạy ra tới 13% lận. Nó dù muốn dù không gì nó cũng vẫn hơn bên kia nha anh em, chứ không phải tệ đâu. Thì sở hữu được một cái bộ đồ như gì á thì các anh em khá là tốn kém ở cái giai đoạn này. Mình nghe nói cái nguyên cái bộ dặn này nè, cái combo này nè, hình như là trên 4 mét đó, nó không có đùa đâu. Và tiếp theo một cái nhẫn là khả năng né đòn, sao không lấy giảm sát thương anh. Ở chừng nữa mình sẽ up lên cho anh em xem là cái bộ ba quyền thoại quyền lực nhất ngay cái thời điểm bây giờ. Một bộ nhẫn dây chuyền 3 món 150 m đang làm mưa làm gió trên cái nhóm cộng đồng, và vào những cái bài group thì người ta nói game sập, game này game kia tùm lum hết. Mà các anh em thử nghĩ coi, top nó đầu tư vô như vậy, ông này bán trong kia chứ đâu phải là nó phi shop đâu mà sập anh em. Chừng nào mà nó lấy 150 m nó phi shop thì cái con game nó mới sập. Còn đâu bên kia nó đâu có ngu gì mà nó đi mua 150 m rồi để cho game sập để nó ôm sao. Cái anh em phải nghĩ thoáng chút xíu, mà trong khi đó người ta chỉ bán bộ ba hai nhẫn và dây chuyền, mà mấy ông lên trên đó là gao là bán luôn cái ạ. Thôi khó quá cho qua nghe anh em, thì mình chỉ nói sơ lược cái những cái chuyện hot thôi. Thì ở đây là ba cái hai nhẫn và một dây chuyền mà 150 triệu tiền Việt đó anh em, chứ không phải là cái gì đâu. Như gì thì nó chưa quyết đoán lắm, mình lên cái bộ này nó chưa quyết đoán nha. Cái bộ này các anh em phải cộng lên cộng 9 cho mình và lấy theo là băng băng hoặc là sét. Hai cái này á, thì lấy giảm sát thương thì càng tốt, tại hiện giờ cái sét của mình nó là đang dùng giảm sát thương, anh em đừng lấy phản nha. Nếu mà phản phải đi nguyên cái combo phản, thì như vậy nó sẽ là trọn vẹn hơn rất là nhiều. Ở đây thì anh ta có một cái cặp cùi mía kim cùi bắp ở quan đại trong gương đây. Thì lên trên map cao rồi anh em, mấy cái món này á, thì cũng như là thừa thải cho những anh em newbie thôi, thừa với whip. Nhưng mà newbie chúng ta có được một cái set đồ như gì á, thì mình chủ rất là vững nha. Tổng quan các anh em thấy không, cái set đồ rất là đẹp nha. Mình sẽ quay một vòng cho anh em xem. Ngay tại thời điểm bây giờ anh em sở hữu được như gì thì anh em có thể là đấm đá túi bụi được nha anh em. Hiện tại là đang farm ở trên map là Kantugu, vào một cái quy trình farm trên đây. Nếu mà thích thì cho ở, không thích thì cho về anh em. Tại vì có top là có quyền nha anh em à. Hiện tại thì cái acc này đang ở master là 185 và reset là 70. Mình sẽ show một cái bản master của một anh bro lên cho anh em tham khảo nha. Đây, chỉ cộng là full tab C thôi. Có bao nhiêu lực lượng là full vô tab C, anh ta không lấy SD luôn nè, chừa qua bên đây 20 và anh không lấy là loại bỏ phòng thủ luôn. Đây, loại bỏ phòng thủ của đối phương nó rất quan trọng, mà anh không lấy loại bỏ phòng thủ luôn mà anh lấy vô sát thương chí mạng nè, chí mạng nó rất cao. Cái này á, là chia ra như ví dụ là những phiên bản chuẩn của PC đi, thì anh nói anh em á, mấy anh em bờ gồ thì người ta muốn cộng ra một cái bản master chuẩn á, thì người ta lên trên mạng, người ta bấm từ cái session 6, session 7, session 8 tới cái session 18 luôn, 19 luôn, thì người ta đúc kết ra những cái bản master. Nhưng mình nói chứ nhưng nha, anh em chơi con game nào anh em hãy tìm hiểu game nấy đi, nó không giống nhau đâu. Cộng như gì mình nhìn vô là mình biết là cộng theo cái lối chuẩn của PC này,
Cộng 10 nó không có làm tròn và cộng 11 nó có làm tròn. Các anh em muốn biết làm tròn hay là làm méo gì, các anh em vào trong những cái video nhíp mà mình làm cái con game là Lost Container, mình làm tròn và không làm tròn. Nếu anh em cộng 10 điểm thì nó ở chỉ số là 6.9, còn khi các anh em 11 điểm nó sẽ lên là 7 chấm, thì cái lượng đam của chúng ta sẽ tuyệt đối, cái lượng thủ chúng ta sẽ tuyệt đối hơn. Và cái này là cộng theo chuẩn của PC, nhưng mà mình thấy không cần thiết nha anh em. Tại vì Master này nó có, các anh em thử nghĩ và thừa biết nè, nó cho chúng ta tẩy đi và tẩy lại mà anh em đâu có cần phải cộng như gì đâu. Chúng ta có thể là test ra, chia đều ra. Ở trên PC á, mình cộng chịch mắc me là nó lụm cái mắt cá mình liền. Các anh em phải bư vào kiếm cái giá tẩy hoặc là đầu tư để mua cái giá tẩy. Còn trên đây vô tư, cộng cái này không được thì cứ qua cái hướng khác, cộng hướng khác không được thì mình đảo lại hướng bên kia. Và như vậy thì mình thấy nó hơi thiếu thiếu một cái gì đó nha. Theo cảm nghĩ của mình là nó thiếu nha. Cái đây là thừa, đây là thừa nè. Mình sẽ dồn qua bên đây, bên đây mình sẽ dồn trên đây là 20. Cái này biết sao không? Tăng nè khả năng phòng thủ khi bơi bơi bơi, là mình tăng cái độ phòng thủ của mình lên khi mà mình bơi ca. Và hai cái mục SD này nó rất là quan trọng khi chúng ta, các anh em khi mà vào bơi ca, các anh em thấy là cái cột SD cột màu vàng của mình như giật rất là nhanh không? Đấy, cái đó là khi chúng ta còn SD là chúng ta có thể lật kèo, chúng ta có thể là cò nhây, nhưng mà chúng ta mát không còn một chút xíu SD nào hết mà còn mát cây máu chỉ là một hit thôi. Đấy các anh em, SD nó rất quan trọng khi mà đi BK nha. Nó là một cái giáp thứ hai đó anh em ạ. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.